màu đỏ đâu nó. Màu đỏ đâu? Đúng rồi, màu vàng đâu? Đúng rồi, màu lá cây đâu? Màu lá cây đâu? Đúng rồi. Thằng Mon Mon ngủ chưa? Ừ. Con nói đi Mon sao? Mon ngủ rồi. Còn ba thì sao? Ba ngủ. Ba ngủ rồi. Còn mẹ thì sao? Ngủ rồi. Mẹ đây mà. Mẹ. Ừ, nô đâu? Nô. Nô có ngủ không? Ngủ. Nó ngủ sao đâu? Rồi nó ngủ đi. Nó ngủ gối gì? Gối gì? Hả? Voi. Ở gối voi. Nó ngủ phòng nào? Này. Phòng này là phòng gì? Bông. Phòng gì? Hai nơi đi học không? Học. Nó học cô gì? Cô Diện. Cô Diện, cô gì nữa? Mừng. Cô Mừng, đúng rồi, cô gì nữa? Mừng. Kim Anh, cô gì nữa? Thi. À Thi, nó giỏi quá. Nó có giỏi không? Giỏi. Mẹ có yêu không? Yêu. Yêu ai? Chơi nữa. Cái gì? Chơi nữa. Chơi cái nào? Chơi xe hả? Chơi. Rồi con ra chơi xe đi. Chơi.